Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tam Mao TV. Ai cho mình liệu? Mình là Tam Mao à? Hôm nay ba đệ thu thập được một đệ tử cứng ở cánh tay phải. Một chơi luôn cũng đang tìm kiếm cánh tay trái. Vậy hôm nay Mao đại ca bắt mình ở dưới quán, trong quán một mình mọi người ạ. Chẳng có ai chơi cùng sán. Nên Mao đại đệ sẽ làm một món Mao đại thèm pizza. Vừa nãy xem lên YouTube xem ăn pizza ấy, thèm. Hôm nay Mao đại đệ quyết định làm món pizza siêu to khổng lồ. Mày biết làm không? Mày biết làm gì? Bóc ra trên đây. Bóc ra trên đây. Ok, bóc. Thế mày bóc cái này đi. Thì tớ thái ra này. Mày cần có bột mì. Bột mì đây nhỉ. Chắc là bột mì. Ôi tụi rạch to ra đó. Đấy. Úi xòa. Mày đây xem YouTube thấy người ta làm ấy, cũng biết làm. Để đó. Được rồi. Đây là fan đấy. Fan đến chơi đấy. Nó cũng đòi quay YouTube đấy. Thế là cho nó lên TV. Khoái không? Mai đi cắt tóc Tam Mao á? Không cho cắt đâu. Mày mà cắt tóc giống Tam Mao tao cạo vào đầu. Mọi người biết cái này là gói gì không? Đây này, gói này là con kangaroo. Gói này hình như là người ta gọi là bột nở nhưng mà sao chẳng có chữ nở đâu. Mấy cô bán quán bảo đây là gói bột nở. Để tái nốt cho vào. Cho nó phồng to lên. Siêu to khổng lồ. Ui. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tam Mao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Nhìn như là nhiều cứt con mọt hay cứt con rắn rán hay gì ấy này. Vụn vụn này. Buồn cười ấy. Em rắc vào. Này, mày phụ em cứ lại làm bếp trưởng á? Ôi, đút tay không? Thỏ tay à? Máy không đút đấy. Còn thôi mở gói lên mọi người ạ. Cho nhiều quả nó phồng to đi. Ăn không hết. Để đây. Gói này thì nó làm bánh kem phồng. Sau tiếp theo là cho muối mọi người ạ. Cái to to ra. Thái bé quá không rắc được. Trời. Này, Dubai nhá. Trời ơi. Biết làm không? Làm gì? Mày vắt mũi còn chưa sạch để làm gì ra? Ôi. Chân phụ hết ấy. Đi vào lấy cho cốc sữa uống quá. Cho bắt đầu cho dầu ăn mình ạ. Úi xời ơi. Và cho đường. Đường ấy. Thế rồi. Bắt đầu. Cho cái gì nữa không nhỉ? Ôi, xin một cốc thôi. Đấy. Đã cốc sữa ra. Thời gian nghỉ ngơi. Nóng uống à? Uống không? Ngon lắm. Hết giờ. Bắt đầu cho. Thôi trộn lên á. Hình như là không phải cho gì nữa.
đến đây cái quan trọng nhất để cũng làm đó chính là nước, cho nước vào đấy, phải như thế. Rồi ha ha, ui thế này thì có mà tràn bờ. Nào đi 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 sang sang này, cho nhiều thế. Đấy, rồi bây giờ xìa lên. Đấy. Ui dính. Thế này vào lấy hộ đại ca cái túi bóng mất. Đấy rồi, xài phân một. Rồi phan ta mau ấy. Túi bóng ở trong ấy. Lâu đấy nhỉ. Nó kín này cho nó nở ra, nở ra một nở. Xa thế này thì vừa tránh được cả rùi muối nữa. Kín chưa, trong ít chờ đợi nó nở ra lâu lắm rồi nhỉ, nó tối đùng nhỉ. Xong rồi bắt đầu mình thái xúc xích nha. Ô tô này, ô tô rồi. Xù, như quả núi. Mày nhặt hết mấy cái này ra. Nhặt ra đây cho anh. Cái này để hết trong đây. Kém đi nhỉ. Thế này mà đòi làm phụ bếp. Phụ bếp quá kém. Rồi, để vào đây. Để vào đây. Cả ớt xanh à. Phô mai à. Cửa. Đây. Ớt chanh như á. Ớt chanh chứ không phải ớt chanh. Đồ nói ngọc. Đấy. Thái ra. Sờ. Sờ. Úi. Cái này nở ra này đấy. Đấy. Nở ra được rồi mọi người ạ. Đấy. Bây giờ mà để chứ. Má đệ sẽ chén lấy cái này nhá. Cho đây clip vào đây nhá. Nướng chín đi xong tí nữa. Đây dài quá này. Cả thịt này, cà chua này, xúc xích này, phô mai này. Ăn chưa? Ớt nha. Ớt ngọt. Hả? Chanh kìa. Chanh đâu mà chanh. Ớt đây, mày ăn thử mà xem. Cay. Kìa. Bây giờ nó phồng lên này lắm mọi người ạ. Bây giờ nó không biết làm đâu. Kém. Để ở im để mau để làm cho mà ăn. Đấy lên xong rồi để nướng như bánh mì ấy mọi người ạ. Nướng như bánh mì. Mì to. Không phải bánh mì nhỏ đâu nha. Bánh mì to luôn mà. Tèng 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 đi lấy củi đây. Không tí nữa rồi không cho ăn đâu. Xong tí nữa đi lấy thêm củi nữa. Xếp nhiều vào. Không tí không cho ăn bánh đâu. Anh làm cho đi đâu ấy? Làm gì này? Nướng bánh. Thì
gì đấy? Nướng bánh. Bánh gì? Bánh à. Mày điên là giữa đường, mày là nướng giữa đường này. Bít tết. Tết tết cái gì? À cái gì nhỉ? À. Nướng giữa đường này. Nướng cái gì đây? Em nướng cái bánh mì mà. Mày lại phá cái gì à? Anh dở ở nướng pizza. Cái gì đấy? Nướng bánh pizza. Em chưa ra gia vị, nướng chín cái này thì mới cho thịt tiếc vào. Pizza đấy á? Ờ. Sao mày... Kệ em, anh nấu, em thì nấu. Bột mì pizza gì cái này? Chả pizza. Em xem trên YouTube xem người ta làm suốt rồi. Làm gì pizza này, sao lại úp vào đấy? Úp vào để đốt ở trên. Nấu thế nó mới Dubai. Kém nhỉ. Nấu thế này nó mới Dubai. Thế thì kệ bố mày, mày làm gì làm? Anh nướng này em đốt em. Nhưng mà đốt giữa đường này á? Kệ. Đốt đâu? Đốt đây nó mới Dubai. Tí nữa khách vào làm nào? Khách sang bên kia. Khách đi đường bên ấy. Tao đốt cho mày nhá, nhưng mà nướng cái kiểu này còn cực là không này, ăn được đâu. Em cho con thịt tiếc vào cơ. Chó không ăn được đâu. Thịt chó. Đó, làm gì có miếng thịt lắm. Em để ở trong. Trông cho vào đấy. Tí nữa chín cái này thì mới cho vào. Phải vẽ cho tất vào vào đấy. Không. Còn ra muốn nhóm được là phải cho cái củi nhỏ này lên trên. Anh đi đâu cả buổi sáng mất em trông quán ấy. Gọi là chơi. Dạ. Em chẳng có ai chơi, em gọi anh này em chơi củ. Thằng nào đấy? Phan. Mày điên à? Bố mẹ nó tìm cho cha mày. Mẹ nó biết ở đây rồi mà. Nào đưa cồn đây. Cồn đâu? Cồn ở à, kia bên này. Đây, view. Bật lửa trong ấy. Bật lửa. Chạy vào lấy bật lửa đi. Hay á, để cứng ấy. Để cứng ấy. Không phải dạng vừa đâu. Không. Nhanh lên. Nhanh lên. Đấy, cứng điện luôn ấy. Đấy. Rồi. Rồi. Đặt lên. Rồi, châm đi. Thôi anh châm đi. Lửa không được châm. Đấy, uầy. Chà. Rồi, xếp củi vào, xếp củi vào, xếp củi vào. Thôi xếp, nhỏ thôi. Thế này nướng tí là chín rồi mà. Đấy. Đấy. Sao mày không lấy dơm mới phủ kín luôn? Không, đốt than như. Đấy, kia nhá. Thế sáng bán được cái sữa nào? Bán được đôi. Tiền đâu? Ăn kem hết rồi. Không phải điều kem quán cũng đầy nhá. Hả? Đưa đây. Hả? Đưa tiền đây. Em bán được của em chứ. Sao lại vả ra phát ra? Sao anh không ở nhà mà bán? À. Bán của anh nhá. Ờ đúng rồi. Bán được bao nhiêu? Này, anh thích bướng không? Đấm luôn. Sợ sợ chưa? Đấm luôn. Sợ vía. Này. Cháy. Anh tin nào đấm anh không? Hộ hộ tao cái. Nó biết vò ấy. Hộ cái, đầy chỗ này nhiều đấm, máu. Đấm chỗ này nhiều máu. Ai thằng này mày tuyển ở đâu về? Thử đấy. Mày tuyển ở đâu về? Đây mày thử đấy. Thấy chưa? Trời, nó đánh anh luôn đấy. Ai? Đi vào. À mưa vừa đấy mà trông. Em đợi lúc nào nó chín thì thôi. Đây anh lật ra anh cho cái này vào cho em với. Sao lại chín rồi mới cho? Không. Sao lại chín rồi mới cho thế? Cho vào cho vào nướng tiếp. Lại nướng tiếp? Đúng rồi. Điên này. Tại anh không có mấy lò vi sóng ấy. Nhưng mà thế thì nướng kiểu này nó bẩn. Không bẩn đâu, cái này. Nào yên nào. Anh ơi. À. Làm món đấy không? Món gì nhỉ? Hôm mai có một cười ăn cái gì nhỉ? Ăn món ui. Pizza không? Ui lại lật đâu? Ơi. Anh lên lật em ơi. Ơi, ôi, chín. Chín. Nào. Vàng luôn. Hát đấy, hát. Ôi dồi ôi. À không biết gì, không biết gì. Rồi về. Cái gắp đâu?
dạ, dạ. Em gấp rồi, em gấp. Tư, lật lên. Lật lên á? Anh bị chữ ơi à? Cháu phải lật. Cháy rồi. Ai khói quá. Lật lên ở dưới nó chưa chín. Kệ nó. Không phải lật đâu. Yên. Chế này, chế là cái chắc. Lôi, 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 lôi. Đưa tôi cái. Em đưa rồi. Đưa cái gì đây? Lật, 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 lật nó. Lật lên à? Nào, 1, 2, 3. Rồi, hay quá, đẹp rồi. Trời. Tuyệt vời đấy. Nhưng mà, cái gì? Em gắt rồi. Này. Trời. Em ăn. Thế nào nữa? Em biết cho ông đây. Trời, em ạ. Cái gì đây? Mua đồ bếp mà đây đây. Lau vỏ này bẩn thế này. Dạ bỏ hơn. Trời. Làm hơi bị kinh điển này, em xem trong TV suốt rồi. Mày ăn thịt cá. Mày rốt lắm. Con với mày phải lấy cái mâm bé cái chậu to vào. Cái anh thử ở đây không có chậu to. Xong pizza người ta tao thấy sột sệt pizza mày khô điêng này. Tí nữa để cho phô mai rồi chứ. À phô mai nữa à? Ừ. Ui mà thịt này em ăn nhá, ngon chưa? Siêu ngon luôn. Rồi à. Mày rắc mới đổ cả vào. À. Đổ cả vào. Mới đưa đi. Đây. Đưa đít. Gạt gạt. Cho nó đổ thịt ra chứ. Đổ ra đây rồi gạt sau đều sau. Cho bắt đầu lại gạt đấy. Đấy, cho nhanh. Nào, đây. À. Đấy, thì ăn phô mai nha, Lão ơi. Thật chua kìa. Ôi, xà xà. Đấy, thế này chả thấy ủi nhiều vậy. Tao chả thấy quả pizza nào của người ta. Ê, em thích ăn nhân thịt. Nhiều thịt thế này cả. Thế này phải giải lên chứ ấy. Đấy. Em giải đều mà. Mày kiếm đâu phô mai ấy? Phô mai trong bầu cửa ấy. Ừ. Điền ấy. Con bỏ cười nào đấy. Em thấy người ta bảo là phô mai thì chắc là phô mai đấy. Đây này cho này. Chắc chưa hợp với nhỉ, em thấy là có... À, cũng cũng ra gì phết đấy. À, cho tương nữa. Ôi, chết mẹ, đáng nhẽ phải cho tương ớt trước chứ. À, cười ạ. Mày, không biết gì cả. Đây. Đưa tao cắt ra cho. Phải cho cái... làm gì? Hiện đại rồi, nó tự cắt nha. Ui dồi ôi. Ui. Được chưa, được chưa? Úp vào, úp vào. Đấy, cái nồi. À, cái chậu nhìn đẹp luôn nè. Cái lòng ạ. Cháy hỏng luôn chậu rồi, đẹp cái gì? Nó màu đẹp rồi đấy con. Suốt ngày phá đấy. Có ảnh ý. Chỉ tải phá đấy, đốt đi. Đặt lên, đặt lên đi. À. Lại than lên nữa. Đốt con lượt lên là chín hẳn luôn rồi nhỉ. Chín thịt là ăn đấy. Món này nghe còn tầm tạm. Tầm tạm. Hơi bị ok đây. Đốt tất cả chỗ ấy luôn. Ném tất à. Lấy thêm củi đi và lấy thêm củi. Ok. Củi đây. Được chưa? Được rồi. Kiểu gì cũng được rồi. Này. Không chín á, chặt đầu em đi. Kinh ngứa đi tao. Dạ thế à? Không chín cứ chặt đầu em đi. Ngon đấy. Em ngửi thấy mùi thơm rồi. Em cho bao nhiêu thịt xúc xích kìa. Ui. Này, méo. Để tao tính sơ sơ nhá. Hỏng mất một cái chậu. Này, chậu mất được nữa. Mâm nhà. Mâm được đây để ăn cơm mà mày đem ra đến đây à? Vẫn ăn được. Ăn được cái gì nữa hỏng rồi. Nó chỉ nhuộm màu thôi. Các bạn không nên học theo Mao Đệ nữa. Hỏng ngon không đấy, được. Không phải dạng vừa đâu. Đó. Ôi, trời. Được. Ai chả, ai chả. Ngon được đấy. Trông giống pizza ra phết rồi. Quá là cấp, quá là cấp. Đấy, quá đâu. Mày thấy đại ca kinh không? Đại ca luôn. Đại ca luôn đấy. Mày đại ca. Em là đại ca lớp 12A đấy.
đâu, cái này không ngon. Không cho nữa, mang vào ăn đi anh ơi. Đi đi, mang vào cho khách thưởng thức luôn. Có khách đâu. Mấy anh ngồi. Có khách mời đến uống sữa, mọi người ạ. Sao à? Em thưởng thức thức nhé. Quá ngảo. Tạm được. Quá hoàn hảo nhé. Lấy kéo đi, lấy kéo đi, à đi. Dạ. Xin tạm biệt. Xin giới thiệu với mọi người ô tô là hơi hiện tại. Món kinh điển. Đây là món pizza. Pizza kinh điển. Pizza gì? Gọi là pizza gì? Pizza không thích gì chứ. Đau cục quá. Đây là món pizza mozzarella. Pizza mozzarella. Pizza hơn rồi. Hắn biết làm này. Chưa. Biết làm đồ bếp nhưng mà hơi nhom nhem tí. Nhà chưa có. Ấy, ôi bỏng. Nhà chưa có điều kiện mua. Lò đi sao? À đi. Đi, 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 đi. Anh thử món món pizza của em không? À, anh khách đến mua sữa nhà mình. Anh có thể giới thiệu chút về bản thân được không? Dạ. À, anh. À, được, được, được. Sao đây? Cho. Hàng này nghe có vẻ. Quay cả. Anh ở đâu anh? Em ở trên tinh thủy, không thủy ạ. Ui xoài. Phú Mai chắc ngon lắm mày nhỉ. Anh làm thử miếng. À, em nấu hơi bị ngon đấy. Em nấu à? Không phải giọng vừa đâu. Anh tới đây, lấy cho em cái gì cắt. À. Kéo à? Ấy phải kéo. Lấy giấy ăn để cho khách. Giấy ăn, đâu? Không có hộp giấy ăn nào à? Nước bánh mì đây mà. Vâng, nước kiểu chưa có cả má nhà. Ừ, ăn ớt không? Ê, anh ơi! Siêu to cũng nhờ ấy. Ngon đấy. Quá ngon. Ừ, em... Nhưng mà cái này nó cháy nhom nhem quá mình ạ. Vâng, hôm nay mưa bọn em không ra đồng được. Ui. Ui, cũng dính như kiểu trong tivi ấy nhỉ? Nước kiểu phô mai mà quẩy. Anh, em cảm ơn. Phô mai nó dính ghê nhỉ? Thế được ăn trước à? Vâng, anh thử đi. Anh thử trước đi. Cho em miếng. Vâng, vâng. Cho em miếng. Cho em miếng bạn ơi nè. À, quay được. Anh thử xem nào. Nó đẹp thì nó đẹp rồi nhưng mà không sao biết. Sao thơm thế? Có những cái gì thơm thế anh? Em biết đâu thằng này nó làm à? Ê, hình như thì làm à? Các thể loại luôn đấy. Các thể loại. Em cũng làm đấy. Ngon lắm đấy. Có chuối của ông ở đây không đấy? Không. Tôi nhớ mai em video chuối của ông. À. Đây. Cho em miếng. Đây. Cho em miếng thịt vào. Ừ. Đi đến phần. Mời tất cả mọi người nhá. Đặt miếng thịt vào. Thịt em. À đây anh Tấn. Anh như thế nào? Ngon này ạ. Ừ. Tôi bị hấp dẫn này. Cảm thấy khi lên mua sữa để thưởng thức. Anh Bùi Duy Tấn đến từ Phúc Thọ. Phúc Thọ. Đấy. Chuyên cung cấp các loại thuốc gia truyền để gạt trọi năm cưa. Đây anh. Ok. Đấy. Mời tất cả nhá. Nào ai thưởng thức thì vào thưởng thức luôn nào. Ôi. Rơi thịt ở Việt Nam cũng tính tự chủ. Thịt rơi xuống đất rồi phụ anh ngay. Nhưng mà nó không được vừa lắm đâu. Nó quá sao nướng ngon thế nhỉ? Không được. Em sao? Nướng ấy. Ngon không? Cái nồi nhưng mà nó nhiệt nó tỏa vào á. Sợi. Thơm lắm. Mời tất cả mọi người đi. Mời tất cả mọi người á. Riêng miếng thịt ạ. Ui. Nhưng mà hơi nghe có vẻ hơi lỏng hoảng, hơi dính. Anh. À. Đặt. Thịt bò à, cho sang có thử không? Đấy, bên dưới. À, công thế đâu có thử không? Không, cái này uống bia được. Rồi. Nhiều xúc xích thì uống bia được. Đó để em thử mà. Thịt nướng này anh ơi. Ngon thịt này. Có khả năng là ngon hơn người quán đấy. Ôi giời, đẳng cấp rồi. Sao? Đẳng cấp rồi. Em thấy chưa tin tưởng được, thử đã. Mời tất cả mọi người nhá. Vâng. Anh ăn cả giấy à? Ăn cả giấy rồi. Có gì đấy được. Không ăn được. Thì ra siêu to khổng lồ ạ. Đi ra khúc chậu. Khúc chậu á, đã khúc ngoài rồi. Được á.
Ngon. Ngon lắm nhỉ. Thơm. Nào. Đừng kéo được. Đưa hôm anh em mình mà có cái gì to to mọi người đến ăn mà. Ta thấy ai? Béo. À, mọi người không đến ủng hộ. Sữa chả bán. Chết. Chả bán đi à. Khả năng chương hôm mai chuyển ra bán pizza đi. Để em nấu à? Không, không úp nồi nữa, phải mua lò nướng. Mẹ vào ăn pizza mẹ ơi. Con là con hôm nay cũng cũng giống giống trong tim tim hết lại dính dính. Nhưng mà hơi tội này. Hôm trọng là nó rơi cái cho vào. Rơi nữa. Ơ, à hơi đấy. Em ơi, đừng lấy cho anh hai hộp này mà. Ê, không lấy cho đây được á. Lấy cho anh à. Anh lấy hai hộp chưa? Anh lấy một cái này nữa. Một cái này nữa. Lấy thêm một cái này nữa cho anh. Nó làm quà rồi. Anh, cô. Mọi người muốn mua sữa làm quà thì cứ liên hệ mang về đi. Đi ra. Siêu kinh điển. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamativi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamativi Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.